Xin chào tất cả các bạn. Trong số chúng ta có lẽ là ai cũng đã có tuổi thơ lớn lên với những cái tựa game roguelike vui nhộn, cuốn hút. Không nhất thiết phải là những đồ họa 3D đẹp mắt, không cần đến những cái kỹ xảo phức tạp. Thế nhưng với những cái lối chơi đơn giản cùng với đồ họa dễ gần, thì các tựa game roguelike này luôn khiến bất kỳ ai, dù lớn hay nhỏ, dù là nam hay nữ, đều cảm thấy thích thú khi mà trải nghiệm. Và trong một cái bối cảnh khi mà các tựa game AAA đang dần xuất hiện và chiếm sóng trong thị trường crypto, với những đồ họa và kỹ xảo đẹp mắt không thua kém gì những cái tựa game truyền thống đình đám, thì The Backwoods lại đang nổi lên như một hiện tượng và làm mưa làm gió trong những ngày vừa qua. Chỉ trong vài ngày kể từ khi ra mắt, đã có đến hơn 30.000 người chơi tham gia trải nghiệm cái tựa game vui nhộn này. Vậy thì The Backwoods là gì mà lại hot đến như thế? Thì hãy cùng mình đi xem video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. The Backwoods là một cái tựa game roguelike được xây dựng và phát triển trên hệ sinh thái Solana. Dành cho những anh em nào mà vẫn chưa quá quen thuộc đối với thuật ngữ này, thì roguelike là một cái thể loại game theo kiểu nhập vai với những cái nét đặc trưng chính như là những cái bản đồ hầm ngục này, hệ thống cấp độ này, cách chơi theo từng lượt chơi này và những cái cơ chế trừng phạt khi mà người chơi thua. Thì mình chắc là ai cũng đã từng chơi qua những cái tựa game như vậy rồi, chỉ là không quá quen thuộc với cái thuật ngữ này mà thôi. Ok, thì tựa game The Backwoods được thiết kế nơi người chơi sẽ sử dụng những cái vũ khí cũng như là những cái vật phẩm để chiến đấu và sinh tồn qua những cái vòng chơi khác nhau, với một cái đồ họa vui nhộn cùng với lối chơi đơn giản dễ tiếp cận nhưng cũng cực kỳ cuốn hút. Thì kể từ khi mà thời điểm dự án ra mắt cái phiên bản trải nghiệm beta cho đến cái khi chính thức khởi chạy cách đấy ít hôm, thì The Backwoods đều thu hút được sự chú ý rất là lớn đến từ cộng đồng crypto, không chỉ trong hệ sinh thái của Solana mà còn trong cả những cái cộng đồng game thủ trong thị trường crypto khác. Tuy nhiên thì cái tầm nhìn của The Backwoods không chỉ dừng lại ở cái việc gọi là xây dựng một cái tựa game giải trí đơn thuần, mà qua đó còn tạo ra một cái cộng đồng gắn kết cùng những con người có cùng chung một cái sở thích và đam mê trong thị trường crypto, cùng nhau đóng góp cái ý kiến này, chia sẻ những cái trải nghiệm, thảo luận những cái ý tưởng để tạo ra sự gắn kết hơn trong cộng đồng. Ok, có thể nói thì lối chơi đơn giản, dễ chơi nhưng lại vô cùng cuốn hút là một trong những cái yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của tựa game The Backwoods. Trong game thì người chơi sẽ điều khiển một nhân vật di chuyển xung quanh sàn đấu để đánh bại hoặc là né tránh những quái vật xuất hiện từ mọi hướng để sống sót. Có tổng cộng là 30 vòng đấu để người chơi vượt qua và chiến thắng. Độ khó này, số lượng quái vật này, sức mạnh quái vật sẽ tăng dần sau mỗi vòng đấu. Tuy nhiên thì người chơi có thể tăng cường sức mạnh cho nhân vật của mình bằng cách là cố gắng tiêu diệt thật nhiều quái vật nhất có thể trong mỗi vòng đấu để kiếm thêm vàng. Sau đó là sử dụng vàng để mua vũ khí và vật phẩm xuất hiện trong cửa hàng sau khi mỗi vòng đấu kết thúc để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Các trang bị và vật phẩm trong cửa hàng đều có độ hiếm này, thuộc tính và thông số khác nhau. Đồng thời các trang bị cũng có thể được hợp nhất để thành cả trang bị có độ hiếm cao hơn và mạnh hơn. Người chơi cần có một chiến lược xây dựng một cái bộ trang bị và vật phẩm hợp lý ngay từ những cái vòng đấu đầu tiên và xuyên suốt để có thể sống sót và giành chiến thắng ở những cái vòng đấu quyết định. Đầu tiên thì The Backwoods cho phép người chơi có thể tham gia trải nghiệm game hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần có một địa chỉ ví trên mạng lưới Solana là bạn có thể tham gia chơi game ngay lập tức và kiếm point để có cơ hội nhận được airdrop đến từ dự án sau này. Tuy nhiên, nếu có điều kiện hơn về mặt kinh tế thì người chơi có thể mua một số NFT Backwoods của dự án hiện đang bán trên nền tảng Tensor. Giá min của mỗi NFT này là 1,5 Sol, và ở thời điểm mà mình làm video này á thì giá hiện tại đang dao động ở mức khoảng 2,5-2,6 Sol gì đó, tùy vào độ hiếm của NFT mà giá sẽ cao hay thấp tùy loại. Việc sở hữu một NFT có thể giúp bạn tăng thêm số point kiếm được mỗi ngày nhờ vào việc là mang đi stake. Ngoài ra thì nó còn có thể giúp bạn là có thêm một chút lợi thế đầu trận. Có tổng cộng là 9 loại nhân vật tương đương với 9 NFT trong game mà người chơi có thể sử dụng. Mỗi một nhân vật sẽ có một cái thuộc tính riêng biệt khác nhau để có thể trải nghiệm. Ví dụ như là tộc Orc thì có thể giúp tăng chỉ số máu và giáp cơ bản đầu trận. Tộc Human có thể giúp tăng chỉ số may mắn. Tộc Undead có thể giúp tăng chỉ số tấn công cơ bản. Đó, vân vân như vậy. Mỗi ngày thì người chơi sẽ có tối đa là 4 lượt chơi. Nếu sử dụng hết thì người chơi sẽ phải đợi đến 0 giờ UTC, tương ứng với 7 giờ sáng theo giờ Việt Nam mỗi ngày để có thể hồi phục lại năng lượng. Bước vào trận đấu, người chơi sẽ được cung cấp một vũ khí ngẫu nhiên bất kỳ để có thể chiến đấu ở vòng đấu đầu tiên. Và sau mỗi vòng đấu thì tiêu diệt quái vật sẽ có thể nhận được vàng để mua vật phẩm và trang bị trong cửa hàng mỗi khi vòng đấu kết thúc. Đối với trang bị vũ khí thì sẽ có 6 loại vũ khí khác nhau, tương ứng với là Medieval, Master, Element,
Firearm, Combat, Engineering. Và tương ứng với mỗi loại vũ khí sẽ có một cái bộ chỉ số như là damage, tốc đánh này, tầm đánh khác nhau. Mỗi người chơi khi chơi game sẽ được cầm tối đa là 6 món vũ khí trong trận đấu, ngoại trừ là một NFT hiếm đặc biệt có thể là cầm 9 món vũ khí. Đồng thời thì những cái trang bị vũ khí cũng sẽ có những cái độ hiếm khác nhau. Nếu mà kết hợp hai vũ khí cùng loại thì có thể nâng độ hiếm và sức mạnh của vũ khí lên. Ngoài ra, nếu các bạn sử dụng hai hay nhiều hơn những cái trang bị vũ khí cùng loại thì có thể giúp người chơi gọi là tăng thêm một vài những cái chỉ số nhất định. Nói ví dụ nhé, ví dụ như là hai trang bị vũ khí Medieval có thể giúp tăng 10% máu, hai trang bị Master có thể giúp tăng 5% tỷ lệ chí mạng, hai trang bị Combat có thể giúp tăng 4% tỷ lệ né tránh, vân vân và vân vân. Ngoài ra còn có một số những cái chỉ số mà các bạn nên tìm hiểu trước khi chơi game. Đầu tiên là Max HP, tức là lượng máu tối đa của nhân vật. Thứ hai là Damage, là lượng sát thương gây ra cho quái vật. Thứ ba là AM, là chỉ số giáp được sử dụng để giảm sát thương từ quái vật. Attack Speed là cái tốc độ tấn công. Crit Rate là tỷ lệ gây ra sát thương chí mạng gấp 1,5 lần sát thương cơ bản khi mà tấn công. Tối đa của chỉ số này là 90%. Range là cái phạm vi tấn công của vũ khí tầm xa. Lưu ý là vũ khí tầm xa nhé, bởi vì vũ khí cận chiến sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái thuộc tính chỉ số này. Dodge là cái tỷ lệ né tránh sát thương khi bị tấn công, tối đa là 75%. Move Speed là tốc độ di chuyển của người chơi, tối đa là tăng được 80%. Luck là tỷ lệ rơi ra vật phẩm hoặc là máu sau khi tiêu diệt quái vật. Đồng thời thì chỉ số này cũng có thể giúp tăng cái tỷ lệ xuất hiện vật phẩm hiếm trong cửa hàng một khi vòng đấu kết thúc. Knockback là cái khả năng đẩy lùi quái vật khi bị tấn công. Ok, thì ở giai đoạn đầu trận hãy là cố gắng đừng để bản thân phải mất quá nhiều máu. Đồng thời thì hãy cố gắng tiêu diệt nhiều quái vật nhất có thể để có thể kiếm được nhiều vàng để mua trang bị và vật phẩm cho các round kế tiếp. Tối ưu nhất thì ở vòng đấu thứ nhất và thứ hai thì hãy cố gắng là đừng để bản thân phải mất một giọt máu nào, và cố gắng là tiêu diệt nhiều quái nhỏ nhất có thể để có thể sắm cho mình nhiều cái trang bị vũ khí nhất trong giai đoạn đầu trận. Thì càng nhiều quái vật mà bạn giết thì sẽ càng tốt, bởi vì số lượng quái vật bạn tiêu diệt càng nhiều thì điểm số cũng như mà lượng vàng kiếm được của bạn sẽ càng cao. Đồng thời cả vũ khí và vật phẩm trong cửa hàng đều sẽ tăng giá theo thời gian. Vì vậy nếu mà có nhiều vàng để mua những cái vật phẩm từ sớm thì sẽ khá có lợi về mặt kinh tế cũng như là sức mạnh cho nhân vật. Ngoài ra thì các bạn cần có cái chi tiêu hợp lý dành cho mỗi vòng. Ví dụ như bản thân mình thì sẽ hay mua những cái chỉ số là tăng sát thương, tăng tốc độ tấn công, tăng tỷ lệ chí mạng, giáp và may mắn ở mỗi vòng đấu, đặc biệt là những cái vòng đấu đầu tiên để đảm bảo cái sự tăng tiến cần thiết cho những cái đoạn tiếp theo. Còn đối với những cái chỉ số như là tỷ lệ chí mạng này, tốc độ di chuyển hoặc là né tránh thì mỗi chỉ số đều có một cái mức giới hạn nhất định. Ví dụ như tỷ lệ chí mạng là 90%, tốc độ di chuyển là 80% và tỷ lệ né tránh là 75%. Thì khi những cái chỉ số này đã đạt đến giới hạn rồi thì các bạn không cần phải mua thêm. Ok, ngoài ra thì theo kinh nghiệm chơi của bản thân mình á, thì các bạn nên tránh những cái vật phẩm gọi là knockback, tức là những cái vật phẩm đẩy lùi á, đặc biệt là đối với những cái vũ khí cận chiến. Ngoài ra nếu các bạn tập trung sử dụng những cái vũ khí cận chiến thì có thể bỏ qua những cái vật phẩm gọi là tăng phạm vi tấn công, vì chúng chỉ có tác dụng đối với lại những cái vũ khí tầm xa. Ok, bên cạnh đó thì mình nghĩ các bạn cũng nên tập trung mua những cái loại vật phẩm giúp tăng những cái chỉ số may mắn như là luck và cả tỷ lệ chí mạng ở cái đoạn giữa và cuối trận đấu. Bởi vì cái chỉ số may mắn càng cao thì cái cơ hội rơi ra vật phẩm và bình máu là càng lớn. Điều này đặc biệt quan trọng ở khoảng 15 vòng đấu đầu tiên, bởi vì là lúc này đây thì cái trang bị của bạn là chưa đủ để có thể dễ dàng sống sót trong một vòng đấu. Tất nhiên thì cái đoạn sau đó thì nó sẽ dễ dàng hơn khi mà các bạn trang bị của các bạn cơ bản là đã đủ rồi. Ngoài ra thì cái tỷ lệ chí mạng có ảnh hưởng khá là lớn đến việc tiêu diệt quái vật, bởi vì không có chỉ số này hoặc là chỉ số này không đủ cao thì cho dù vũ khí của người chơi có sát thương tốt đến đâu thì cũng không thể đạt những cái hiệu quả nhất định. Bạn cũng có thể bán những cái vật phẩm mà các bạn cảm thấy gọi là không cần thiết sau khi nhặt được sau trận đấu và kiếm thêm một chút vàng để có thể nâng cấp trang bị. Và cuối cùng và cũng là yếu tố quan trọng nhất, các bạn cần là may mắn. Yếu tố may mắn đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong game The Backwood này, và may mắn cũng là một phần tất yếu đối với lại việc bạn có thể đi đến vòng cuối cùng hay không. Ok, trên đây là những cái thông tin cơ bản cũng như là hướng dẫn cách chơi cơ bản của tựa game The Backwood. Nhìn chung thì mình thấy rằng đây là một tựa game khá là vui và thú vị, cũng như là có một cái lối chơi cực kỳ cuốn hút mà các bạn nên thử trải nghiệm ít nhất là một lần. Video lần này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích
thì cho mình xin một like, một subscribe và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coi68 TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.